Chưa? Em bên đây có chuyện gì vui vui không, kể cho bà con mình nghe coi. Đó, chuyện sáng giờ tao đi trả nợ được mớ rồi đó. Kiểu mua quá trời bông cho vợ nè. Mua cho hầu ly đó hả? Là coi như là đó. Không có, hầu ly tao cho rồi à. Đồi nữa tao quýnh má nhận không ra nó à. Mày tao mua cho vợ tao. Vợ tao 18, 19 tuổi gì đó, ai biết đâu à. 19, chắc cao 19 anh hốt nó luôn. Rồi, có chấm, được em nào chưa? Đây. Có mà nó không chịu, nó nhanh lắm. Tao để tiền ngày tao cho 3-4 triệu, tao cho nó hết trơn rồi đó. Nó có tao cho nó 2-3 triệu bình thường. Tại nó ngu nó 1 triệu thôi. Nó là làm bà nội tao á. Tức là Siêu Vinh cũng đã có ngỏ ý mà tao không chịu hả? Nguyên nhân sao mà tao không chịu Siêu Vinh? Nó nói tao khùng đó. nhưng mà Siêu Vinh có khùng không? Không. Hả? Tao không có nội nó mà khùng. Tao đưa nó lên bàn thờ được đó. Chắc là tại thấy Siêu Vinh đeo đồ nhiều quá nè. Đúng rồi. Tao thấy đeo đồ nhiều quá, quái quá, sao tao chịu không vua? Rồi. Nhờ vậy mà tao đi được, tao không sợ hết xăng đó. Tao chỉ hết xăng tao ghé đi quăng cái chuỗi lấy 100.000 xăng đi. À. Chuỗi này 100.500 luôn đó. Trời, tao hết xăng. Tính đi, nhăn lên đi. Coi nè, Thảo. Cái này, cái này là chắc nãy giờ chứ chạy đi mua thêm gì vậy Thảo ơi. Là chắc là do thiếu nợ. Có tiền rồi để dành mua mấy cái này đang đi đường đổ xăng đó. Đi đổ quăng cái 100 tùm lum được. À, gì hả? Vậy là Siêu Vinh nhìn sao mà nói là không cho bà tùm lum được là sao? Bà đi bà chửi tao hoài à. Ai chửi? Bà hào hò muốn chửi ra, hò muốn cự nó đó. Cho nói tiền mà đi chữ. Cho à. Tiền mà đi. Cho tiền cho bà giàu lên đi, cho bà đi mà không có tiền chúng chửi bà hoài. À. Cho tiền ha, ý nghĩa ha. Đây, đó. Đồng ăn phát cho 2 đồng. À, làm tiền. Được làm tốt không muốn tôi phát nữa. À, đồng tiền nữa nha con ha. Nha. Tiền xài đúng thì tiền hiền hơn bạc, bạc ra nhầm bạc ác hơn ma. Bạc ma cũng tại người ta cho tiền bạc nó chỉ là vô chi. Quá hay. Quá hay. Hay không? Đừng gì nữa đó. Đeo cho hết chứ để làm gì? Khi mình chết mình không đeo được. Coi như là mình sống lúc nào mình đeo vui lắm đó hả Siêu Vinh hả? Có nhiều tiền hết chứ. Có nhiều tiền xài hết đi đúng không? Chết sạn được đâu. Ờ à, vậy hả? Hay ha, ý nghĩa cũng hay ha. Nhưng mà mình xài mình thường. Tao về với Sóc Trăng tao quen nhỏ kia 16 tuổi mà năm nay nó 18 tuổi rồi. 19 gì nữa. À. Tao về tao ăn có 7 chén cơm, 8 chén cơm ông bà già nó sợ luôn rồi, chịu bỏ luôn khỏi gã tao luôn. À, lúc mà thanh niên ha. Lúc mà lúc anh hành đạo năm trước, 4 năm trước á. À. Có một năm anh đi anh gặp nhớ đó. Nhưng mà ăn 8 chén cơm xong xuôi là gia đình bên bạn gái thấy rồi quản luôn hả? Quản hồn quản vía cho rồi nó này nó quỷ gì nó ăn quá trời ăn ai đâu nó nổi. Bỏ luôn. Là lúc đó là mình có đeo gì chưa? Chưa. Chưa đeo ha. Có một que tiền đâu mua đeo. Tự đâu lúc đó mà huynh mà đeo gì mà vô gặp hai ông bà và vợ là khổ cực. Chưa tới giờ ăn cơm đâu. Khỏi vô cửa luôn. Cái bà kia chủ trì chùa đó. Bữa đó có nhiều người ở nhà, cái bà đó sao không? Bà nói sao? Bà nói ông nội mà về, ông về mà mình nên tôi không dám mở cửa cho ông vô đâu. Nhìn ông thấy ghê chết mẹ. Rớt rồi. Siêu Vinh mới mua cái bọc nhẫn vàng này là để làm gì Siêu Vinh? Cho. Rồi. Khẽ lệnh đâu không đó. Khai đao quăng cái đứt cổ. Mới chạy ra đằng kia là mua nguyên bọc này vậy đó hả? Trả nợ rồi còn mới mua. Còn thiếu 3 triệu nữa chứ mấy. Cái này là cái gì á? Năm mươi trang sức. Hình như là anh bị bằng làm con gái mua đồ là đam mê. Đó, hiểu chưa? Trời ơi, chứ chiên bự vậy? Trời, cái này thay cây vàng của ta đó. Mà nói rồi nó cắt cổ ta. Sợi chiên này nhiêu vậy Siêu Vinh? Sợi chiên này cả 550 đó. 550 ngàn hả? À, không phải. Cái này như là 200 mấy á. Trời ơi. 200 mấy ngàn đô á. À, bao nhiêu đây đó. Chưa đủ đẹp sao mà mua dây chiên thêm dữ hả? Để tặng cho vợ đó. À, để chuẩn bị rước nàng về Vinh hay vậy ha? Hạnh đưa nàng về Vinh. Quá xá rồi vậy ơi. Trời ơi trời, gì đó hả? Mua vàng vòng gì đó hả trời? Nè. Đâu bông luôn hả? Là để đến hỏi nàng về Vinh đó hả? Đến nàng về Vinh đó. Trời ơi, làm đám hỏi đám cưới gì đây mà chuẩn bị mua vàng vòng dữ vậy ta?
bắt quái đây. Đây nè anh Tấn nè, chuẩn bị rước nàng về dinh nè anh Tấn ơi, quá xá rồi. Rồi đeo bông nữa, đeo bông nữa. Cái này để hỏi thiệt là Siêu Vinh mua để cho Siêu Vinh đeo hay là mua để chuẩn bị cưới vợ đi? Nhưng về tự sao đeo. Mua cưới vợ đó. Mua cưới vợ đó, đó. Trời đàn ông trai mua bao bông không vậy má? Hả, tôi không biết bà ông là nam hay nữ luôn nữa. Sao biết được? Mày hỏi bà Quan Âm coi nam hay nữ, lúc nam lúc nữ đó. À, gì nè, dòng cưới lên nó bông rừng lúc lá nha đó. Trời ơi. Bà Quan Âm cưới đó. Vừa này cưới em gì vậy nè? Bữa nay mà bốn cái dòng ngắn gì vậy hả? Bốn cái dòng nhà luôn, bốn dòng nhà. Trời ơi thầy cha, cái này bằng ke với không phải ngà. À, trời ơi ngà quá xá rồi. Bộ mới gặp em Ly tiếng sát ái tình mà bùng phát hay vậy? Đâu có đâu, em Ly đâu phải vợ anh đâu à, nó là cô, nó sau này nó là phục vụ cho vợ anh đó. Phục vụ cho vợ anh hả? Nó tiên nữ mà. À, là sau này nó đi nó giặt vũ đồ giặt cho anh với vợ anh, còn nó không giặt thì thôi tiễn khách. À, có giọng cười cũng giống giống như Tùng Hồ Không quá ha. Thằng đó là anh ta đó, anh ta đó phải không? Không biết nữa, mày cho gì nói đó đi. Tôi đeo bông lên chơi coi. Đeo luôn hả, đeo luôn hả? Trời ơi cái bả điệu kìa. Đấy. À, móng tay sơn mấy màu luôn ha, năm màu đó, chỉnh chỉnh tay luôn ha, quỷ sứ quẹ quẹ chân nhẵn vàng quá xá quá xa. Bấm là bấm lỗ mũi luôn. À, đừng nói nhắc tao làm liền bây giờ đó. Có dự định bấm lỗ mũi không Sư Huynh? Có đó, vừa nó bấm rồi đau. Ừ, quá rút ra bấm vô đây luôn rồi nè. À, mà để cái kia vô nó không được á, không có để cái vòng chốt lại. À, nhột lỗ mũi hắt xì chết mẹ luôn. Xong xuôi rồi cho nên là bỏ ý định bấm mũi hả? Bấm rồi bộ bấm chảy máu luôn mà, bấm hai lỗ luôn á. Cái đầu bấm đây là mũi cho nên lấy cái này nè, cái tao mài nhọn cái tao bấm cái bọc vô luôn. Tự bấm luôn hay gì? Tự bấm luôn. À, lỗ tai nè anh tự bấm mà, anh mài nhọn nhọn cái đâm cái gột ra cái anh đeo luôn mà. Tự xử gì luôn mà mình đúng hả? Bấm lại tiệm bấm cho nó chắc ăn. Tiệm bấm anh bấm thôi thôi thì nó nhiễm trùng rồi sao? Nè cái đang nhiễm nè. Nó chạy cái gió nó quạt quạt tét lỗ tai hoài luôn. À, giờ mua khẩu trang rồi, đâu có hết tét rồi. Mua cái nón này nó chùm bít rồi đó. À, ngon. Chùm bít nó đâu quặt, nó bông nó đâu mà tét. Để cắt bông quất đi để ngồi giang hồ nó đua hết trơn luôn á. Đâu mà cái kính này đâu cái gì mới mua nó vậy? Kính mua hổm đó. Dạ, kính không thấy. Kính mới mua đây nè, đây tao lấy cho coi. Trời đất ơi. Cái gì? Kính mới mua nữa hả? Mới mua kính nữa. Sao mà xe qua xe lại mua kính mới vậy? Kính đâu đeo quần ngủ thấy bà có nội à, tao đeo kính nè đỡ quần ngủ. Đâu giùm anh đi. Cái kính này là nó vậy luôn hay vậy? Ừ, nó cắt chữ lên đó luôn sao? Chữ luôn rồi. Tao cắt đó. À, cái này nó còn nè. Trong cái cặp là đồ đắt cái thứ thương vậy đó hả? À, cây này là cây gì vậy Sư Huynh? Cây này có Quỷ Dũng. Đâu có cái cây này. Quỷ Dũng kiếm ở đâu nó mua cho tao đó, tao cho tiền người tao đi mua đó. Bụng mối à, mối hả? Là ni đó, là ni, là ni đó, tao nên thành sự cho nên tao đi lên trời cho tao như tao. Sư Vinh lão quá mọi người. Ủa có hút của anh mày lấy ra hả? Mày no xương đó. Đầy đủ dụng cụ chân ha. Còn gì đâu. Chắc anh đi vô anh mua thêm cái túi nữa quá. Túi nhỏ nó mới đựng đồ. Mà hết tiền rồi. Thảo đi mua cho anh cái túi nhỏ đây. Túi cái này nè. Anh đựng bông rồi chứ. Này để vô cái bọc đó để đi. Để chung vô bọc đỡ đi. Để ngồi nó gãy bông của ta chân. Nó gãy đâu mà để vô bọc. Để đi bữa nào để đem tên cho. Để đem mình tặng cho Vinh một cái đeo túi bên hông á, kỳ dạng như bao cầu tử đó phải không? Để hộp quẹt cái để đồ lên tinh gì kia đó. Tao vô chịu nè, tao chơi không? Thôi để nhà đây khó để đem lên cho. Nhỏ nhỏ thôi, ăn có này được rồi. Có một cái rất là hợp với Vinh luôn, màu sắc tươi tắn luôn. Sao lá cây. Để bên nào để đem lên cho. Em bên đây có chuyện gì vui vui không kể cho bà con mình nghe coi. Có, chuyện sáng giờ tao đi trả nợ được mớ rồi đó. Nếu mua quá trời bông cho vợ nè. Hả? Mua cho hầu ly đó hả? Là coi như là đó. Không có, hầu ly tao cho rồi à. Đồ nữa tao quýnh má nhận không ra nó à. Mày tao mua cho vợ tao. Vợ tao 18, 19 tuổi gì đó ai biết đâu à. 19, chắc cao 19 anh hốt nó luôn. Rồi, có chấm được em nào chưa? Đậy. Có mà nó không chịu, nó chảnh lắm. Tao để tiền ngày tao cho, ba không chịu tao cho nó hết trơn rồi đó. Nó có, tao cho nó 2-3 triệu bình thường. Tại nó ngu, nó không chịu thôi. Nó là làm bà nội tao á.
Tức là sư huynh cũng đã có ngỏ ý mà tao không chịu hả? Nguyên nhân sao mà tao không chịu sư huynh? Nó nói tao khùng đó. nhưng mà sư huynh có khùng không? Không. Hả? Tao không có nội nó mà khùng. Tao đưa nó lên bàn thờ được đó. Chắc là tại thấy sư huynh đeo đồ nhiều quá nè. Đúng rồi. Ta thấy đeo đồ nhiều quá quái quá, sao ta chịu không vua? Đúng rồi. Nhờ vậy mà ta đi đường ta không sợ hết xăng đó. Ta chỉ hết xăng ta ghé đi quăng cái chuỗi lấy 100.000 xăng đi. À. Chuỗi này 150 luôn đó. Trời ơi, ta hết xăng. Tính đi nhăn lên đi. Coi nè Thảo ơi, cái này 150 đó. Cái này là chắc nãy giờ chứ chạy đi mua thêm gì vậy Thảo ơi. Là chắc là do thiếu nợ. Có tiền là để dành mua mấy cái này đang đi đường đổ xăng đó. Đi đổ đi. Quăng cái 100 tiền xăng. Đây đứt cái là mất 100.000 của mày móc ra đó. Chứ ai thích là tặng chơi đó hả? Như nãy giờ do cái đồng hồ bên kia đó. Nãy giờ thấy cho phải hai lắc ba đồng hồ. Cho hai cô bên kia hai cái chiếc lắc rồi. Này lắc cái này lên luôn coi. Rồi sao không đeo hai chiếc lắc này vô luôn sư huynh? Từ từ để tao leo, đừng có làm tao gối trí đó, quẩy não tao giờ đó. Đeo vô ha. Quá điệu rồi Thảo ơi. Leo đó lên nhớ giờ. Leo rồi. Chạy những cái gì trời. Dính gì? Dính gì trời? Đây gỡ cho. Rồi sao? Rồi tiếp tục là đeo bông nữa hả? Quá cứ gì lại. Thôi bây giờ sẵn mình đeo hết cái bảng màu mọc luôn đi sư huynh. Bông mới mua nè. Cái chuyện này nè. Từ từ để tao đeo bông đó. Qua đây mình coi mình khoe cổ đi. Qua đây gì mình khoe cổ đi. Mình mua gì mình đeo hết luôn đi. Cho bà con nghe coi. Đó, đeo hết đi. Dây chuyền vòng vàng vậy ha. 50-60 kg ông giác nổi mà ở đây có 3-4 kg ông giác nổi quá nặng hả? Nè. Ông đưa bây tôi giờ... nửa cái vàng đưa giác thử nổi không? Nè sư huynh, đem cho sợi chuyện nó coi thấy đẹp cái nào. Này nè, có hai cái vàng chứ mấy. Mà vàng trời á. Trời chứ không phải vàng đất nha, vàng đất khó kiếm. Cái chốt này nằm dưới này nè. Chốt đi. Nằm dưới mặt. Chồng vô luôn ha. Đó. Về chồng cổ cho dễ mà. Gặp vợ là chồng cổ kéo về. Cũng như châu bò. Cái này sư huynh nếu mà thật sự mà nói mà Phúc Vito mà còn ở ngoài chắc gặp anh chắc cũng ấn à. Nó lại tao chứ, vậy tao không có nội nữa mà. Nó vô tù rồi đó. Về giờ tiền bạc nó bị thiêu thu hồi hết rồi đâu nữa. Để đó mốt tao lấy nó về. Chừng nào 1.000-2.000 ở Việt Nam mình không xài tới nữa đó là hết nhiệm vụ của tao đó. Rồi, còn gì đâu Thảo, lấy gì không đeo luôn Thảo ơi, hết không đi Thảo ơi. Không, cái này không có đeo được. Lấy này nè, sư huynh. Thôi hết chỗ đeo rồi. Hết chỗ đeo chưa, rồi. Hết chưa? Để ba lô. Hết chưa? Để cái này. Này đeo giò. Giò được không? Được không nội tao chứ được. Lấy cái này đeo giò. Kìa anh tới anh hỏi kìa, còn gì không, lấy cái đeo hết kìa. Nè nhẫn nè. Đeo giò. Rồi 5 món luôn rồi. Sư huynh ơi. Đúng rồi. Để nghe nói là chuỗi là mình không nên đeo chứng giò hả sư huynh? Cái đó là có phải không? Đúng rồi, kỳ lăng nó đứng dưới giò tao nè. Là đạp kỳ lăng mà. Kỳ lăng hả sư huynh hả? Kỳ lăng nó là đệ tử đó. Tao thu hụt hai con hai bên. Hai con hai bên. Có cái hình tượng gì nữa mà một ông mà ngồi trên hai con hổ, bên con hổ trắng, bên hổ đen đó, thân con báo đó. Quên hổ đen là thân con báo. Con báo là đệ tử của ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn đó. Rành về lịch sử vậy ha. Có đọc sách gì không mà biết rành vậy? Tao là Khương Tử Nha mà. Là từ. Lúc rồi Quỳnh nói Quỳnh là này luôn, lúc rồi Quỳnh nói vậy kia. Không biết được đâu mò luôn. Hỏi thằng ai mò tao chứ, để tao mò được coi. Cuối cùng gì sư huynh lại mà sư huynh nói lung tung gì sư huynh? Tao nói trên trời chuyện ai hiểu được hiểu. Vậy hả? Tao nói Khương Tử Nha cũng được đó. Tại vì nó anh tao đó. Vậy hả? Tao không khôn nó nữa. Nó trốn cho tao đâu có trốn đâu. Tao hiện ra cái đồ nó tiền vàng đem về nộp thấy không? Nào rồi đó. Rồi bây giờ điểm đi. Điểm ha. Điểm đi. Giờ ở dưới giò thì 5 món rồi đó. 5 món rồi đó. Đúng không? 5 cộng phải không? Rồi bắt đầu giờ sư huynh điểm đi. Đây 3 nữa à. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cộng. Trên cổ. Nhẫn chưa? Đây chính sơ thôi, chính cho chẳng 36 cộng đi cũng như tam thập lục đi. Còn trong xe một đống trống nữa kìa. Trong cốp xe hả? Một bọc nữa hả?
coi như là chị Huynh, người ta giao tiền giao bạc, còn chị Huynh là giao chuỗi đúng không? Giao chuỗi ai thích cho trơn à, cô có thích sợ chuỗi nào cho mình chị Huynh không? Tặng cho cô mình sợ cho gì? Thôi bà này không cho bà tùm lum được. À gì hả? Vậy là chị Huynh nhìn sao mà nói là không cho bà tùm lum được là sao? Bà đi bà chữ tao hoài à. Ai chữ? Bà hào hộ bà chữ ra hộ cự nó đó. Cho nói tiền mà đi chữ. Cho tiền mà đi. Tiền cho bà giàu lên đi, cho bà đi mà không có tiền chúng chữ bà hoài. À cho tiền ha, ý nghĩa ha. Đây, đó. Hồng ăn phát cho 2 đồng. À làm tiền được, làm tốt không mất tôi phát nữa. À đồng tiền nữa nha con ha, ý nghĩa nha. Tiền xài đúng là tiền hiền không bạc, bạc ra nhầm bạc ác hơn ma. Bạc ma cũng tại người ta cho tiền bạc nó chỉ là vô chi. Quá hay. Quá hay. Hay không? Đi người nữa đó. Hay. Giao cho hết chứ để làm gì? Khi mình chết mình không đeo được. Coi như là mình sống lúc nào mình đeo vui lắm đó hả chị Huynh? Có nhiều tiền hết chứ. Có nhiều tiền xài hết đi đúng không? Chết sạn được đâu. À, vậy hả? Hay ha, ý nghĩa cũng hay ha. Nhưng mà mình xài, mình phải xài cho đúng chỗ không chị Huynh hả? Mấy người nghèo anh cho, mấy người giàu lại tao lấy tiền tao một chữ cho anh. Chỗ đó của Quan Âm đó. Thôi của ông cậu không mới đưa ra đây nè. Ông cậu đưa thì ông trời, tôi ông trời nè. Ừ. Cho tôi cho lại cái khác không chịu thôi. Tại em thấy sao chửi của cô là ông có khí gì đó cho nên là ông muốn tặng lại cho cô cái sao khác đó. Không được. Rồi, tính cho bạn này không được thôi. Tính cho cô có được bông này. Không. Cái này hơn đôi bông nè, vừa kim cương mà vừa tiền nữa thấy không? À. Gắn vô luôn hay bên này gắn vô luôn hả? Thấy tôi không tích rồi, tao không cho gì nữa chứ. Để tôi đeo. Mình có mình bỏ ra mấy cái cũ nữa mới có cái mới. À. Mình cứ hai mấy cũ hoài thì cái cũ nó còn hoài. À vậy ha. Mà anh thích đeo đồ cũ ha, đây là toàn đồ cũ nè. À, mấy cái cọng ở trên của cô Sư Huynh đó mọi người, cái đó là một cọng đó, nếu mà tính ra là một gì đấy cũng cỡ 40-50. Không, mấy cọng chuỗi nhỏ đó. Cái chuỗi chuỗi lớn thì nó phải mắc rồi đó. Cái chuỗi nhỏ đó nó không chịu cũng 40-50 đều đều đó. Sư Huynh anh có rất là nhiều mà. Cả chục triệu với nhiều. Có nhiều, có bà con mà giúp cái là mua chân vậy đó. Ê, ông này mới ghê nè. Ê, cô Trần cũng khai đau đó. Ông Quang Thắng ha. Thắng mà tao sơn, bữa hổm kinh tiến tao sơn lên nè. Sơn kinh tiến luôn hả? Luôn hả? Chấp luôn mà. Tao sơn cái ông cười khà khà khà. Bữa nay tao chiếu Hào Quang rồi, tao cho con tao Hào Quang nó chiếu luôn. Tao con ông à. Quá khứ gì lại à? Quá trời. Tao con trời. Rồi uống cốc nước đi Sư Huynh. Đưa lấy vũ. Bây giờ có ăn uống gì chưa? Ăn cơm chưa? Mà uống nước nhiều vậy? Uống nước cũng được, cứ ăn gì chi nhiều. Ăn nhiều vậy lớn đóng chó thương nha Vương. Sao hả? Cũng không ăn nhiều quá chó thương ai luôn. Tao về với Sóc Trăng, tao quen nhỏ kia 16 tuổi mà năm nay nó 18 tuổi rồi. 19 gì đó. Tao về tao ăn có 7 chén cơm, 8 chén cơm ông bà già nó sợ luôn rồi. Chịu bỏ luôn, khỏi gã tao luôn. Hồi lúc mà thanh niên ha, lúc anh hành đạo năm trước, 4 năm trước á, là có một năm anh đi anh gặp nhớ đó. Nhưng mà ăn tám chén cơm thôi là gia đình bên bạn gái thấy rồi quản luôn hả? Quản hồn quản vía chơi rồi, nó này nó quỷ gì đó, nó ăn quá chứ ăn ai thôi nó nổi bỏ luôn. Là lúc đó là mình có đeo gì chưa? Chưa đeo ha, có một què tiền đâu mua đeo. Tưởng đâu lúc đó mà Huynh mà đeo gì mà vô gặp hai ông bà và vợ là khỏi cơm. Chưa tới giờ ăn cơm đâu. Khỏi vô cửa rồi. Cái bà kia chủ trì chùa đó, bữa đó có nhiều người ở nhà, cái bà đó sao không? Bà nói sao? Bà nói ông nội mà về, ông về mà mình nên, tôi không dám mở cửa cho ông vô đâu. Nhìn ông thấy ghê chết mẹ à. Kêu tôi ông nội thôi. Dạ. Yeah. Mình tôi không dám mở cửa cho ông vô đâu. À, thấy tướng bầm trợn người già quá hả? Cái bà chị ba thứ ba anh á, anh về mà nhà bà chị ba, cái bà kia nói
Trời đó trời, giang hồ ghê, giang hồ ghê. Giang hồ thứ thiệt về rồi, nó để câu thấy ghê lắm, la làng quá trời la luôn. Đó giang hồ đó, đó giang hồ thứ thiệt về đó, thành phố gì về đó. Trời ơi, trời gồng gồng. Tao sợ. Đó, giờ đeo bên 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 này bên kia. Cái này như đeo ngược rồi mày. Đúng rồi, ngược mặt rồi. Ngược mặt rồi đúng rồi, mặt mình phải lật ra mới đúng. Trời mẹ đi, có ngược mới có xui. À, có ngược có xui nha. Quên cho hỏi sao mà mấy cái móng tay, mình sơn móng tay nó như bên. Năm màu lắm mà. Ừ, đó Dũng nó mua mà tao chưa sơn lên hết đó đó. Đây nè, màu xanh, màu đỏ, màu vàng nè, món này giữa không nè. Là sao ha, cũng giữa màu xanh ha, là sao ha. Ba màu nắm chặt là nắm thành chữ văn. Hỏi hoài luôn đó, cái câu đó tao đọc hoài rồi, khán giả nó chữ tao. Đây nè, mua mốt sơn màu xanh đó. Này nó mua cho sơn xanh cho nó không mua được. À, thôi để bữa nào lên ngày chắc có thể ngày mai lên gặp sư huynh lễ cúng chánh ha. Ngày mai là chánh lễ phải không? Không biết nữa. Chuyện chánh đó lễ. Chuyện của nhà nước. Tức là mình chơi cái màu xanh nhỏ màu xanh lá cây á, xanh lá cây á. Cây luôn. Lượm mấy cái trâu bò thấy hết vô đây cho anh. Trâu bò nè, trâu bò nè. Trâu bò thấy hết vô thúng ống rồi bán cho đây. À, quá xá ha. Quá xá rồi bà. Trâu bò ha, cầm su ha. À, mua gì đó, ôi. Mua mỗi thứ vài chục linh tinh gì đó. Cái 10.000, 30.000 với vài chục gì. 30.000 cái hả chú nè. Ừ. Bà về tao mốt lấy cây viên sắt tao dán đầy cái phòng luôn, bà chủ khỏi lấy phòng trọ lên luôn. Cho phòng trọ luôn đó. Bà hứa chừng nào cứ vợ bà cho tao cái nhà mà. Bà chủ á, đắp bà bự lắm. Nào mày cứ vợ đi cho mày cái nhà, thôi để tao cứ cháu bà luôn rồi mà cho khỏi tốn tiền. Cháu ổng 18 tuổi rồi. Giờ bà nói sao? Giờ bà nói sao? Đâu có, tao đâu có nói gì đâu, tao nói gì bà đuổi tao đi thì đâu có nói được, ngu sao? À, bữa nào thì nhá thử rồi sao, bà chịu không? Chắc bà chịu đó, tao thấy nhỏ nó cũng chịu rồi đó. Tao hỏi em có bồ chưa, nó chưa, nó đừng có bồ nha, để mốt mày học xong đại học đi, tao lo mày học xong đại học tao cưới luôn đó, em go quá, chết mẹ rồi, Việt Minh đính thinh đồng ý. Tao Việt Cộng nó được Việt Minh đính thinh là đồng ý đó. Ừ rồi. Chuyện này em sẽ thuộc về anh rồi, bông vòng anh mua quá trời chờ em đó. À, thành ra là mua để sẵn rồi hả? Dây ừ. Chuyền vòng vàng vậy đó ha. Má bà kia chắc bà mua chiếc mô tô hay gì đó mà về lắp ráp luôn cái kia không? Gì đi dữ dàng ha. Nhà ớ lạnh ha. Nó là phải phái rồi đó. Phái mà đó rồi đó. Nhà đeo con luôn chứ để làm gì con chiếc này hỏi mất. Ừ đeo luôn đi. Rồi bây giờ mình cứ giữ y hiện trạng này chút xíu nữa mình vô định luôn hay sao ha. Thôi để chúng mày chửi tao nè. Tao vô định nó đuổi tao. Định nó thôi mày đừng có vô đây, mày đi ra ngoài đi. Chùa gì đó, tao vô chùa nó tao đứng ngoài tao chửi luôn. Tao chửi ông Di Đà, ông Di Lặc á, ông Thích Ca, nghe ba ông á, hộ cho người ta có tiền nhiều á, con cháu ông nó cho vô. Nào có tiền mới cho vô, nào đi xe hơi bốn chỗ mới cho vô. À vậy ha. Còn vô cái bốc mất người 500 chia đều cho sư thầy, cái thầy ôi ngon rồi đó. Chuyến này thầy lên bàn thờ thầy ơi. Gì tụi nó là gì, nó là trốn đời đó, nó không cứu đời được mà nó trốn đời đó, lấy tiền chúng sanh nó xài nó chăn ấm niệm em đó. Còn mấy vị tổ ra ngoài đường mà xá đầy học theo tổ mà, mấy ông nó học theo thất tổ, mấy ông phải ra ngoài đường ở đi. Chứ biết cảnh khổ của chúng sanh thế nào, mấy ông ở nhà chăn ấm niệm im. Mấy ông chuyến này mấy ông no xương không, chứ thầy tổ về đâu ông no xương đó. Ông chỉ cần là à mới thi ông nhận cái má ông nhận ra củ quyền mấy ông lên trời á. Trời mà thành mây gió chứ không còn hồn sắc đâu. Ở nhà chăn ấm niệm im, thầy tổ ra đường đi cứu vớt chúng sanh, mấy ông nằm ngủ một chỗ mấy ông nó ngon rồi. Bữa bà chị anh đó kêu anh xuống cái chùa kêu anh quá giải sao mà coi anh em nó đi, anh em con nó đi hoài à. Xuống nó chữ thẳng chùa luôn. Mấy ông ở nhà, mấy ông đâu có biết mấy người ngoài đường tôi lê lết mà nắng bán vé số, là ngồi giữa cầu giữa kỳ ngoài nắng chưa trang trang kìa. Tôi chạy ngang tôi cho 5-10 ngàn chứ quý hơn ông mấy ông làm ở nhà đó. Tôi cứu được người ta đó, cứu được bữa ăn người ta đó, mấy ông cứu được không? Tôi chạy đó, tôi đổ xăng đó, tốn tiền cho đó, nhưng mà tôi hơn mấy ông đó. À, tôi cứu mấy thằng què quặt đó,
ông kêu ở đây đi chị chú niệm Phật vài tháng đi tỉnh rồi về nhà làm ông nội ông á, thằng này kim thân nè, đụng tôi đi tôi cứu người đó, tôi thành quỷ cũng được, mấy ông nói tôi quỷ cũng được, tôi đi cứu người, mấy què hoặc ngoài đường đó, tôi cứu, tôi cho tiền đó, tôi cho nó bữa ăn 20.000 được bữa cơm của nó. Còn mấy ông ở chùa mấy ông cứu được thằng nào, ông nói ông cứu được thằng nào đi, ông độ được con thằng nào lên trời đi, tôi lại ông liền ha. Chữ thẳng cái em gu, rồi em gu cái thằng kia trong chùa ra nói ơ trong chùa đừng nói chuyện lớn tiếng quá, tao nói cái gì, tao nói đúng đó, tao chỉ nể mấy thằng nít á 7-8 tuổi á, 9-10 tuổi mà nó làm đúng, tao nể nó 7-8 tuổi mà biết vô trong chùa định nó bưng cơm bưng nước cho mấy người đi đạo mà ăn đó, đó Phật con đó, còn mấy thằng mày không phải Phật đâu, mấy thằng mày là quỷ dương mà nó nói chứ đó, tụi mày vô đó hút máu cho chúng sanh đó, xây chùa nè lớn mấy tỷ bạc đó, tới chừng dâm khổ tụi mày có đưa tiền bán chùa không, dám bán chùa ra cứu sanh không? Chứ tao có cho hết đó, cái xe tao thấy ai cũng có là cho luôn đó. Rồi tao đi bộ cũng được, coi như là giúp người bây giờ không có đợi trả ơn hết sư huynh ha. Rồi không có 4 chỗ đi. Vậy coi như là mình giúp người là cái sức báo mình nó còn cho đi nhân lên mãi, ha, cho lên là còn mãi, cho người mốt mẹ cho lên tới ngàn nè, các con ma sinh một cha mẹ cho 10 đó, Phật trời cho mình 10 đó, còn làm gì cái thiên thủ thì cho tới ngàn nữa, sinh một được tới ngàn nữa. À thiên thủ ha, thiên thủ nhãn của ngài đi bị tâm nạn đi đó, thiên thủ nhãn đó thiên là gì ngàn đó. Là sư huynh tính cho chiếc xe Attila đó hay sư huynh? Ừ, anh lấy lại 1000 chiếc, 1000 chiếc chắc đổi được sư huynh đổ. Xe đó tới hao xăng cũng chết luôn rồi, anh lấy sư huynh. Thì đó, bởi vậy, em mới đổ 3 lít xăng đó, mà không được nửa bình đó. Chưa thấy xăng nó lắc lắc trong cái bình đó. Cái bình này chắc chừng 10 lít, bữa hổm tao đổ đâu 200 mấy chục ngàn xăng mà chưa có xi nhê vậy. Cỡ 400 ngàn. Thì cái sư huynh sơn quá trời cái chiếc xe trên... Chắc sư huynh cho chứ không ai dám nhận quá. Không ai dám nhận đâu. Nhận xe thấy đàn viên quá. Cho công an nó còn nắm lấy. Bà kia bà cho nó mày chạy thoải mái đi, công an nó bắt thì đủ, mày bỏ xe đó mày cho nó luôn. Thì ghê hết mà. Bắt là xe này xe của bộ rồi nha. Bắt là đi bộ đó. Cái gì hả? Xe của bộ, hỏi xe này ở đâu ra. Mày không có giấy tờ xe này, nó xe này xe của bộ anh ơi. Anh bắt em đi bộ về. Là sư huynh có chọn được cái người nào để mà cho xe đó chưa? Cho hay là cho nãy đó. Cho Thảo đi, Thảo nhận. Thảo nhận đem về nhà là mì thờ luôn. Thì để em lấy cái xe lôi lại em dở. Lấy cái xe lôi của thằng kia, cái thằng mà mới cho đó đó. Thằng mới cho chiếc xe lôi mà tao thấy trên mạng nào đăng đó, hậu đăng hay gì đó. Thôi mình chúc gì nữa. Khuyên bà con đi, ai cũng có sen hết rồi, chúc mừng bà con rồi đó. Qua được dịch này không có sen ở đời mà quý vị còn săn xe đập sen đó, giờ sắm hối cho củ quyền thất tổ mình đi, để củ quyền được lên ta mới kéo mình lên được, ta mới có con dây nó kéo mình lên được, mình ở dưới mà. Ở trên có dây kéo mà dưới có dây kéo đó, mà mình kéo lên hay kéo xuống là do mình, củ quyền lên trên nhiều thì quý vị được kéo lên chắc ăn rồi, mà củ quyền xuống dưới thì người ta kéo xuống dưới là chắc ăn rồi, không đường nào chạy hết. Rồi chúc quý vị sớm ngày trở về với tâm Phật, mang được tâm Phật là gạch tim đem đệ vào thì là cảnh máu đầu mất rồi, ai có tâm Phật thì chiến tranh thế giới không còn nữa. Vậy thôi sư huynh ha. Rồi. Thế giới luôn đó, anh em nào ở trên toàn thế giới nên nhớ, chiến tranh là do gì, do tham muốn lấy của người khác là thuộc về mình nó mới đánh nhau. Thằng buôn tao chặt cái nối kim cương làm hai tao lấy về đây. Ừ buôn tim cho con, mày chết á, năm nay mày đây tới tháng năm mày chết á. Rồi, chúc sư huynh mạnh khỏe nha. Rồi, chúc sức khỏe phải không? Chúc mạnh khỏe phải không? Chúc sư huynh luôn dồi dào sức khỏe nha sư huynh. Rồi, rồi. Sức khỏe. Mày dồi, con dồi mới chui vô con thể mày khỏe không? Dạ. Yeah. Dồi dào mà. Dồi dào là con dồi nó dào sức khỏe mà nó tốt nha. Cơ thể mà nó không tốt. Là bị ung thư hả? Ừ, ung thư đâu nó có dồi đó. Vậy là mai mốt dồi dào sức khỏe rồi Thảo. Chúc mạnh khỏe. Mạnh khỏe ha. Rồi, đừng có dồi dào. Không có dồi dào sức khỏe ha. Nhiều sức khỏe chết nhiều á. Còn mạnh khỏe là nhiều sức khỏe là mạnh vô mạnh là dũng đó. Chúc mạnh khỏe chứ không có chúc dồi dào sức khỏe nữa. Dồi dào thì nó sẽ chui vào cơ thể mình. Đồ ăn mà đang ăn đồ bỏ là bệnh. Bỏ bột ngọt đi, bỏ muối, bỏ nước mắm vô ăn đồ bỏ không chết này.
để chứ không để bỏ phải là để vào ha. Kẻ nó chờ khi vô bỏ rồi đó, bỏ hồi ra bắt mẹ nó, nó ngu cái chết không. Xe bỏ mà thì bị người ta lấy thôi. À xe ta bỏ rồi đó đó. Ừ, xe ta để rồi đó thì còn. Mà xe bỏ mất. Ừ vậy đó. À. Đúng là sư huynh này quá dữ ha. Lạ ha. Những câu nói cũng là lạ. Sẽ là lạ lạ. Rồi cảm ơn sư huynh nha, chúc huynh những khỏe thôi. Cái sức khỏe này đó, nhớ đem khỏe rồi đó. Khỏe về đầu mày nha, khỏe về đầu mày nha. Mới nói ra là sức khỏe nữa rồi. Mạnh khỏe. Chừng nào mày bỏ cái từ sức khỏe là mày thành Phật đó. Rồi ok, chúc sư huynh nhiều sức khỏe. Nữa. Mày đâu có cắt cái lưỡi mày vừa rồi mày bỏ ra ngoài đó. Rồi chúc sư huynh mạnh khỏe. Mạnh khỏe nha mày. Rồi chào sư huynh. Dồi dào mạnh khỏe à, còn thân rửa tao bệnh đó, rửa tao ung thư hay gì đó. Dồi dào mạnh khỏe à, được ha.